Trong khuôn khổ tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2024, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình tọa đàm giao lưu giới thiệu quảng bá xúc tiến du lịch Lâm Đồng đến thị trường Ấn Độ. Đây là hoạt động chính nhằm quảng bá giới thiệu hình ảnh của Đà Lạt và Lâm Đồng đến bạn bè quốc tế. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị du lịch của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt, cùng đoàn Fresh Trip Ấn Độ gồm các thành viên đến từ Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các công ty du lịch, đơn vị truyền thông và những người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Sau thời gian khảo sát các điểm du lịch và tìm hiểu về du lịch Lâm Đồng Đà Lạt, đoàn Fresh Trip Ấn Độ đã có cái nhìn tổng quan về du lịch và văn hóa con người Đà Lạt. Ông Nekan Pararat, trưởng đoàn Fresh Trip, chia sẻ rằng dù chỉ lưu lại trong 24 giờ, nhưng Đà Lạt là một thành phố rất nên thơ và thú vị. Tại buổi gặp gỡ, các đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa một số doanh nghiệp Lâm Đồng và Ấn Độ nhằm tăng cường mối liên kết hợp tác trong thời gian tới. Tiếng về khí hậu mát lành cũng như là các loại nông sản, và thị trường Ấn Độ là một thị trường rất là tiềm năng bởi vì cái thói quen ăn uống của họ thì họ cũng rất là cần những cái sản phẩm về nông sản, đặc biệt là sự khác biệt về khí hậu và cái khí hậu ôn hòa của Đà Lạt thì sẽ là một cái điểm đến cực kỳ hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ, bởi vì như vậy thì từ góc độ của địa phương và các doanh nghiệp du lịch của địa phương thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái cơ hội rất là lớn. Và thị trường Ấn Độ là một cái thị trường đông dân cư thứ hai của thế giới, và cứ mỗi tiểu bang thì mình chỉ cần một cái lượng khách nhất định thì đã đáp ứng một cái nguồn cung khách du lịch đến với Đà Lạt Lâm Đồng. Thị trường Ấn Độ thì rõ ràng đây là một cái thị trường về tôn giáo và Phật giáo, thì thị trường truyền thống thì đối với cái du khách Đà Lạt Lâm Đồng cũng là người dân địa phương thì họ cũng có tín ngưỡng Phật giáo rất là lớn. Và cái thứ hai nữa là đây là chúng ta cũng có thể kết hợp là các tour thương mại, bởi vì cái giá trị nông sản của Lâm Đồng rất là lớn và đây là một thị trường cực kỳ tiềm năng để chúng ta có thể thúc đẩy mua bán nông sản. Và bản thân Ấn Độ cũng là một quốc gia rất là phát triển về công nghệ, và chúng ta cũng cần cái sự hợp tác này trong lâu dài. Và đặc biệt Đà Lạt Lâm Đồng là luôn luôn là hướng tới nông nghiệp công nghệ cao cũng như là kết hợp phát triển du lịch nông thôn, thì đây là một cơ hội rất là lớn. Và tôi mong rằng là trong thời gian tới, những cái đường bay kết nối cũng như là những cái mối quan hệ kết nối của tỉnh Lâm Đồng đối với các bang cũng như là đến với du khách Ấn Độ sẽ được phát triển và được quan tâm nhiều hơn của các cấp lãnh đạo cũng như là có sự kết nối giữa các doanh nghiệp. Thời gian tới, Lâm Đồng sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Ấn Độ, đồng thời mở rộng kết nối, tìm kiếm các đối tác tiềm năng từ thị trường tỷ dân này, một trong những thị trường du lịch trọng điểm mà Lâm Đồng hướng tới.